Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khảo nè mọi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại với một video sâu đồ của cầu thủ Gà Con cho anh em xem. Thì vừa rồi thì Gà Con đã đấu cho mình được top 1 bảng hội nè mà. Top 1 bảng hội của khu vực băng hát. Và đã lấy cho mình đó là một cái chiếc nhẫn dụ ảo nha mọi. Chiếc nhẫn dụ ảo kỹ năng dùng có một cấp. Và cái nhẫn này thì mở rương thì không bao giờ có nữa mà. Chỉ có nhận ở cái phần thưởng top 1 ban hội hoặc là top 1 cá nhân thì mới có thể lấy được nha anh em ơi. Và anh em cũng lưu ý rằng là ở cái nhẫn này á thì nó cũng giống như cây vũ khí nữa mà. Phải top 1 thì mới lụm được nha anh em. Tính ra thì Gà Con chơi khá là chất nữa mà. Không lụm vũ khí nữa và lụm cho mình một chiếc nhẫn dù ảo kỹ năng nhung có một cấp để có thể kích hoàn toàn set đồ của mình nha anh em ơi. Và hiện tại ngày hôm nay Khải sẽ sau cho anh em xem set đồ vụ ảo của Gà Con. Cũng như là sau khi lên đủ set đồ vụ ảo thì Gà Con đã có thể nói rằng là kích hoàn toàn trang bị hoàng kim. Cũng như là những trang bị 5 dòng 6 dòng trên người của mình nha. Anh em ơi, đầu tiên thì một chiếc nhẫn vụ ảo tương đương là bằng cây vũ khí anh em ơi. Tương đương là bằng cây vũ khí nha. Tại vì phần thưởng của nó cũng là top 1 thì mới có thể nhận được. Đó, thì tương đương là 2 cây vũ khí rồi đó. Đó, ok chưa. Rồi, một gia chiên vụ ảo. Sinh lực 123, kháng độc 30, kỳ bán phù 2 cấp, phòng thủ lý 23, nội lực 3, 15 và kháng cả 20. Đó là một gia truyền dù ảo nè mọi. Gia truyền dù ảo thì rẻ thôi. Mấy cái này thì rẻ, mắc nhất vẫn là chiếc nhẫn thôi nè mọi. Được kích hoàn toàn trang bị. Và tiếp theo đó là một nón dù ảo. Sinh lực 3, 20, thanh long phù 2 cấp, thúc phượt chú 2 cấp. Mấy cái bùa này không ăn thua nè mọi. Được cái thanh phong phù 2 cấp mà búp được thêm tốc chạy nè. Kháng độc 27 và nội lực 192, bất minh đáo hại 3 cấp. Đó. Rồi, một đôi giày dù ảo có thể nói là một đôi giày tương đối đẹp anh em ạ. Tốc 55, thắng lôi 29 và chóng 48. Nội lực 196 và sinh lực 258, tí tiền ta cốt 9x 1 cấp. Cái này thì không quan trọng lắm. Chỉ quan trọng ở đây là tốc 55 với lại thắng lôi 29 và đặt chóng cũng khá đẹp 48 anh em ạ. Đôi giày khá chất lượng. Một ngọc bội dù ảo. Thời gian chóng 37 chậm 43, phòng thủ lý 29, mơ tung ảnh 3 cấp. Và sinh lực 219 và nội lực 128. Đó. Sau khi chúng ta xem sơ qua 5 món dù ảo thì hiện tại ạc này đã có cho mình một set dù ảo rồi nha anh em ơi. Và với sở hữu một set dù ảo như thế này á thì cầu thủ này đã hoàn toàn có thể kích những trang bị match up 6 dòng cũng như là 5 dòng trên người của mình nha. Đầu tiên đó là một cái đao xương tinh. Một đao xương tinh anh em ơi. Một đao xương tinh. Match option 40, 3 cấp chống phái, băng sát 120, sát thương 50 điểm và sát thương 100%, hút nội lực 8. Đây là một cái đao mắt hộp hoàn toàn nha anh em ơi. Cũng là đưa top tháng trước nha anh em ơi, cũng là đưa top 1 tháng trước mới có được cái đao này nha. Rồi, tiếp tục là một bao tay, bao tay xương tinh, ép ra mà mắt hoàn toàn nha em ơi. 3 cấp chiến ít ngạo tiết tiêu phong, 3 cấp nhắc khí tâm thành, 3 cấp cường phong sâu điện, quá dữ luôn nha em ơi. Nhất khí tâm thanh là skill 3x của cô Long Đao. Còn cùng phong sầu điện là skill 6x của cô Long Đao nha mọi. Nói chung một bao tay mắt độc hoàn toàn. 3-3-3, kháng độc 28 và sinh lực 122 và nội lực 154. Có thể nói một cái bao tay mắt độc hoàn toàn tính đến thời điểm hiện tại bây giờ là đây là tự ép ra nha nam. Tự ép ra chứ không phải là mua cũng như là không phải là đấu giá ra nha. Cái này tự ép ra nha mọi. Nếu không làm ép chắc cũng 2-3 cái bao tay rồi mới ra được bao tay này anh em ơi. Nói chung là một trong những bao tay có thể nói là No 1 server tính đến hiện tại bây giờ. Rồi tiếp tục sở hữu cho mình một cái áo nhu tình. Cái đang vốn có một cấp cực phẩm nhu tình anh em ơi. Rồi cực phẩm nhu tình 200 sinh lực, kháng độc 25. Cái này cũng có một cấp thì không cần phải bàn này. Rồi tiếp tục là một cái đai lưng xương tinh. Làm chậm 40, thủ lý 28, thời gian chóng 34, sinh lực 236 và nội lực 140. Kèm với một đai lưng chiếc nhẫn kháng họ 23, sinh lực 129, sinh khí 6 và phục hồi thể lực 9 điểm, thời gian chóng 40. Tính ra thì ạc này thời gian chóng khá là dày nữa mà. Nhìn sâu qua thì chúng ta đã thấy, thì sau khi lên xếp dụ ảo thì chúng ta thấy những trang bị đồ khá đẹp nữa mà. Có thể nói là cũng có một cái áo xương tinh nữa mà hiện tại ạc này không mang nữa mà. Áo xương tinh thì trừ khi đi bơ ca solo này nọ thì mới mang thôi. Còn ở bơ ca ngồi này thì ạc này vẫn đang tận dụng cho mình kỹ năng dùng có một cấp từ áo nhu tình nha. Một bao tay xương tinh. Đây là cây vũ khí quá đẹp. Nói chung là một set đồ quá pin rồi nè mọi. Kèm với một ngựa bông tiêu, vòng sáng chiến mã, phần thưởng khảo nghiệm gạt con và một ấn tín tăng trưởng môn, kỹ năng 9x 1 cấp, ngạo tiết tiêu phong, lao động cửu thiên, tí tiền ta cốt và kháng tất cả 5.
kèm với một phi phong kỹ năng vốn có một cấp. Tính sơ qua thì phi phong kỹ năng vốn có một cấp nè, nhận kỹ năng vốn có một cấp nữa là 2 nè, á nhu tình là 3 nè, càng khôn trên đầu 2 cấp nữa là 5 kỹ năng vốn có nè. Nếu mà có bệnh nạ nữa thì này sẽ có 6 kỹ năng vốn có. Và nếu có dòng bản hồi nữa thì này sẽ có 7 kỹ năng vốn có nè mà. 7 kỹ năng vốn có. Uầy, tính là 7 kỹ năng vốn có thì hiện tại này đang có skill chính đích là 27 skill. 27 skill nha, tính nôm na là 27 skill. Kèm với một skill chính đích từ ấn là 28 skill. Kèm với tiệt thớ một cấp nữa là 29 skill chính đích nè mà. Tính ra này nếu mà lên full dam là 29 skill chính đích nè mày. 29 skill. Như Khả đây Khả chỉ có 23 thôi nè mày. Càng khôn với tiệt thớ thôi là được 23 thôi. Đợt này lên 29 lần nè mà. Quá dữ. Còn về hướng chống phái thì 7 skill vốn có rồi, cộng với cái xương ngạo công lôn này nữa thì đợt này đang có chống phái lên đến có thể nói là có thể đạt được là 40 chống phái nè mà. 40 điểm skill vào khu vực chống phái. Quá dữ luôn. Rồi, nói chung là một trong những đạt công lôn đao có thể nói là no 1 server nè mày. Và đồ đạt giá trị thì anh em cũng có thể xem sơ qua. Thì tí nữa Khải sẽ sâu rõ lại một lần nữa cho anh em xem từng món giá trị cho anh em xem nha. Để chúng ta chiến đấu xong bại quả đã này mà. Đây anh em ơi, như anh em đã biết thì gà con đã đấu giá top 1 mùa trước. Và đã lấy cho mình một cái đao xương tinh. Với cái đao này trị giá hơn 30 củ nè mà. Hơn 30 củ nha. Đó. Và cái nhẫn này cũng vậy. Sấp xỉ là hai cái tương đồng giống nhau nè mà. Đó. Thì anh em có nghĩ đi, thì tương đương cái nhẫn với cái này là giống như hai cây vũ khí rồi đó, cũng là top 1 mới lấy được cái nhẫn. Như lúc đầu video Khải có nói thì tính ra thì cái nhẫn với cây vũ khí này cộng lại là gần 60 củ rồi anh em ơi, gần 60 củ rồi đó. Đó, chỉ giá hai món anh em ơi. Rồi. Rồi tiếp tục đôi giày này á, đôi giày này thì ép khoảng tầm 4 củ anh em ơi. Ép cầm khoảng 4 củ. Đai lưng này thì ép khoảng tầm hơn 2 triệu, hơn 2 triệu. Bao tay này thì cũng tầm thiệt sự mà đỡ mà nói mắt đó, bao tay này chứ vô giá rồi nè mày. Còn mà ép một cái bao tay trung bình là tốn hết 4 triệu là bình thường nè mày. Nhưng mà bao tay này mắt option thì khả nghĩ giá trị nó có thể nói là gấp đôi nè mày. Gấp đôi. Giá trị bao tay này có thể gấp đôi, có thể hơn 10 củ theo khả nghĩ nó như vậy. Tại vì ép một bao tay trung bình á là đã tốn 4 triệu rồi. Nhưng mà chưa biết nó ra là option như thế nào, mắt hay là min như thế nào, nói chung là cũng khá là khó. Nhưng mà ở cái vòng này là bao tay mắt option rồi. Thì khả nghĩ giá trị nó phải có thể nói là tăng gấp đôi. Đó, cho tương đương 10 củ đi. 70, 76. 76 áo nhu tình này hiện tại server khoảng tầm 2 triệu. 78 triệu. Còn lại mấy món dù ảo này khoảng hơn 2 triệu nữa. Chung là ạc này trung bình cả ngựa bông tiêu này nọ tương đối gần cả trăm chai đó nè mày. Gần cả trăm chai đó nè. Ít đâu. Quá dữ luôn. Sau khi tính ra lên thêm cái nhẫn dù ảo nữa nó kích đủ set nè mày. Cảm giác ạc này khỏe lên hoàn toàn nè mày. Quá khỏe luôn nè mày. Ạc này đang top 3 server nha nè mày. Chung là set đồ này sau khi lên tăng trang thêm cái nhẫn dù ảo này thì giá trị set đồ có thể nói là tăng vọt nè mày. Kèm với bộ tay mắt option nữa nè mày. Đặc biệt là set dù ảo thì nó kích hoàn toàn set đồ nha nè mày. Dù ảo thì chúng ta sẽ có 5 món, đó là một nón dù ảo nè, dây chuyền dù ảo nè, giày dù ảo nè, ngọc bội dù ảo nè, và một nhẫn kỹ năng cũng có dù ảo nha nè. Đó. Thì nó sẽ kích hoàn toàn những trang bị 5-6 dòng còn lại nha em. Nó kích hoàn toàn nha. Rồi nói chung thì cảm ơn em đã theo dõi video này. Đừng quên ở lại cho gà con một trong những cao thủ đã hoàn toàn lên full set vũ ảo cho mình. Và kèm với một cái đao xuân tinh mắt option. Nói chung là một trong những ạc cô lông đao No 1 server vừa rồi cũng đã có cho mình cái ấn tín tăng trưởng môn tháng 9 vừa rồi nha em. Quá dữ luôn. Một trong những cô lông đao No 1 server tính đến thời điểm hiện tại. Rồi ít hôm Khải sẽ show cho anh em một set đồ cũng là một cô lông đao, cũng lên set dù ảo rồi nha anh em ơi. Ít hôm Khải sẽ show cho anh em xem nha. Anh em cùng chờ đợi video tiếp theo nha anh em ơi. Server đã có hai set dù ảo rồi nha anh em. Có hai set dù ảo rồi. Rồi, kính chúc anh em một ngày mới xem video vui vẻ và nhớ đỡ lại cho Khải một like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi. Like chia sẻ ủng hộ mạnh ủng hộ cho gà con nha.